mình là Phạm Lịch và mình đến từ Thái Bình. Công việc hiện tại của mình là một biên đạo cho các game show thực tế. Công việc này mở ra một con đường chuyên nghiệp, đó là khi mình đến với thử thách cùng lúc nhảy năm 2014. Đây là một con đường khá là gian nan và vất vả. Lịch nhớ mãi cuộc đời. Và nếu mà mọi người có theo dõi chương trình thử thách người nổi tiếng, mọi người sẽ có một tập Lịch. Nếu mà ngày hôm đó xảy ra sự cố đó thì chắc chắn là không có Lịch ở đây. Lúc đó Lịch phải hóa thân vào là một diễn viên siếc. Cái người hỗ trợ Lịch là bạn Lê Duy Hải. Thì cái lúc ở nhà Lịch tập với Hải thì lúc còn nhát Hải chưa biết đánh, nhưng mà đến ngày lên sân khấu thì Hải quen tay rồi. Hải bị sung quá, tại vì cái sự khích lệ của khán giả nó tác động đến thì bạn ấy đánh rất là nhanh. Đánh vù 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 này, và cái sợi dây nó quấn vào cổ tay của Lịch nó cứ tụt từ tụt, và giống như là Lịch vẫn cố gắng nắm chặt cái sợi dây đó, nhưng mà Lịch cảm thấy là nó đang nhích nhích chậm từng chút một, và Lịch bảo không được rồi, bây giờ là không thể nào mà đổi được động tác nữa, đổi động tác là sẽ bay. Nếu mà lúc đó mà tụt tay ra là cái sợi dây nó vừa đến đây, đến phần tay này của Lịch á, là một chú huấn luyện viên của Lịch. Chú thấy Lịch không đổi động tác nữa, thế tự dưng chú chạy ào, chú giật cái dây xuống một cái, thế là cái giống như cái lực cuốn ấy, Lịch bị cuốn vào sợi dây, là đến lúc đấy là cái tay Lịch buộc ra khỏi sợi dây à. Còn lúc đó nếu mà chú vào không kịp đúng lúc thì Lịch nghĩ là khoảng 3 giây nữa rồi là Lịch sẽ văng xa ít nhất là khoảng 15 mét, và cái điểm đích rơi của Lịch sẽ là giống như cái góc sân khấu và chất rất là nhiều đồ. Lịch nghĩ là nếu lần đó mà xảy ra tai nạn thì có nghĩa là kết thúc con đường sự nghiệp nghệ thuật nhảy múa, tại vì tay chân đối với vũ công rất là quan trọng, nên khi mà gặp những chấn thương đó thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Trước Lịch đã đi kiểm tra một lần và biết đã bị gai cuộc sống rồi, và sau bây giờ là bị nghiêm thắt lưng luôn. Bác sĩ nói là Lịch tạm thời nên ngưng hoạt động lại, kèm theo là giống như mình đi vật lý trị liệu. Bác sĩ phải nói đến cái vấn đề là nếu mà sau này có em bé thì nó sẽ còn ảnh hưởng nhiều hơn. Bây giờ Lịch sẽ hát tặng cho mọi người một bài, đây là bài hát mà mình khá là thích, đó là bài Tình Yêu Chưa Nói của ca sĩ Mỹ Tâm, và đây là một idol to bự của Lịch luôn. Ngoài kia là những